Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series cho Hoàng Nguyên, một con sâu chấm bi. Ok, let's go. Vâng, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là 5 triệu điểm, một số điểm tương đối cao. Một pha quay xe, lụm cháo, tiếp tục là một pha lụm cháo, vâng, đã phát hiện ra vị trí của con sâu top 1 server. Vẫn chưa thấy bóng dáng của nó đâu cả. Thanh niên trốn rất kỹ thưa các bạn. What the hell man. Wow, đây rồi. Đó là một con sâu lữ hoàng tình yêu. Và ngay lập tức nó đã bay màu. Quá đen đủi cho em lữ hoàng tình yêu. Tiếp tục là một pha rình rập, một con sâu màu xanh nước biển khá to. Vâng, một con mồi béo ngậy thưa các bạn. Lụ chào. Vâng, các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục là một con sâu màu trắng siêu to khổng lồ. What the hell man. Thanh niên đã bay màu rất nhanh. Chỉ với một pha tăng ga đá số và ngay lập tức em ý đã bay màu. Uầy, nguy hiểm thế nhờ. Một pha bùa vây em sâu xanh lam. Ok man, chạy đi đâu cho hết nắng.
Vâng, và bây giờ thì con sâu của chúng ta đã lên được top 1 server. Mày hả bưởi, xanh lam với chúng tôi. Một con mồi béo ngậy thưa các bạn. Tiếp tục là hai con mồi rất béo. Và con sâu của chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây rồi, nguy hiểm quá. Lụm chảo. Ok man, tranh thủ lụm chảo. Mày hả bưởi, dám ăn hôi đồ ăn của anh. Tiếp tục là một pha bùa vây. Pha này thì nữ hoàng tình yêu của chúng ta cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây thôi. Wow, đồ ăn free. Ok man, đây rồi. Thanh niên đã toang hai con sâu liên tiếp thưa các bạn. Hai cái xác rất béo. Rất nguy hiểm thưa các bạn. Đó là một pha bẻ lái đi vào lòng đất. Bất ngờ một con sâu tí hon đã xuất hiện. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.